Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 31 thường niên Ngày 4 tháng 11 2024 Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 31 thường niên Ngày mùng 4 tháng 11 năm 2024 Thưa anh chị em và các bạn Chúng ta bước vào tuần lễ mới Đây là ngày thứ hai đầu tuần Và cũng là thứ hai đầu tháng 11 Tháng các linh hồn Hân hoan chào nhau một tràng hóa tay nồng nhiệt Chị em qua sáng bắt tay nhau Chúc cho nhau một tuần lễ mới Thật là vui, thật là bình an và dâng mọi công ăn việc làm sức khỏe việc học hành mọi dự án trong lòng thương xót của Chúa và dâng những hy sinh những việc bác ái những đau khổ những lời cầu nguyện và thánh lễ của chúng ta nhất là những chuỗi kinh lòng thương xót trong tháng 11 này để cầu nguyện cho các linh hồn xin Chúa đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng thư xót của Chúa Mình anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa nhật thứ 31 thường niên bài đọc một năm chẵn trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe chương 2 câu 4 đế, câu 1 đến câu 4. Philippe chương 2 câu 1 đến câu 4. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi. Nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông với thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác đó là lời chúa mênh chiêm lập lại câu đáp hồn con xin chúa giữ gìn nép mình bên chúa an bình thanh thơi lòng con chẳng giam tự cao mắt con chẳng giam tự hào chúa ơi đường cao vọng trắng đời nào bước việc diệu kỳ vượt sức trắng cầu Hồn con, con vẫn trước sau, Giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ trong con, Hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào chúa Israel ơi, Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. Hallelujah, Hallelujah, Chúa nói, nếu anh em ở lại trong lời của Thầy, Thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. Hallelujah. Mời anh chị mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 14 câu 12 đến câu 14. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm pha ri siêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi trái lại khi ông đãi tiệc thì hãy mời những người nghèo khó tàn tật què quặt đuôi mù họ không có gì đáp lễ và như thế ông mới thật có phúc vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại đó là lời chúa Chúa Kitô, mời khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn. Chúng ta thường hay làm việc. Động cơ thúc đẩy mình đó là cái danh hoặc là cái lợi. Làm mà không danh không lợi làm làm gì, đúng không? có khi việc tông đồ của mình nó vẫn bị cái đó nó sen vào nó len lỏi vào mặc dù trên nguyên tắc khi ta làm việc tông đồ thì không được để cho danh lợi nó sen vào nguyên tắc và như thế là lý tưởng nhưng mà trong thực tế thì ta thấy rất là khó rất là khó tôi có nói với các anh em ở bên cà phê khát vọng với anh em thì nguyện tin thác và khát vọng là điều kiện để chúng ta gia nhập vào nhóm thiên nguyện tín thác đây là một nhóm uh, tự phát thôi nhưng anh em cùng uh, một lòng một ý với nhau cùng muốn thực hành lòng thương xót chúa cùng muốn uh, cầu nguyện và loan truyền lòng thương xót chúa thì mình tụ họp lại với nhau không có danh không có nghĩa gì hết thôi thà vô danh mà hữu thực biết vô danh mà hữu thực là gì không thà vô danh mà hữu thực hơn là hữu thực hơn là hữu thực hơn là hữu danh mà vô thực biết vô danh mà hữu thực là gì không vô danh là gì hữu thực là gì không có danh gì cả nhưng mà là thật làm được việc không cần danh nghĩa gì hết có thực có thực lực có khả năng có tiềm năng mà không có danh nghĩa danh phận gì hết trơn còn hơn là hữu thực còn hơn là hữu danh mà vô thực danh nghĩa bảng hiệu bảng tên nhóm này nhóm kia rầm rộ lắm có mát có đóng dấu có chứng nhận đủ thứ hết hữu danh mà chả làm được cái gì gọi là vô thực bạn chọn hữu danh vô thực hay là hữu thực vô danh hữu danh vô thực <laughs> thảo nào cứ thấy chỗ nào mà có đông đông có đoàn thể nào với ông ghi danh chỗ nào cũng thấy tiền ông ấy gọi là ông thích hữu danh mà mà có làm gì ông họ không trả làm gì đó nó chỉ khoái danh nó có làm gì đâu cha chỗ nào cũng có tên nó nhóm này nhóm kia đoàn thể này đoàn thể kia có đức cha có các cha về lễ lại thì thấy ông loay hoay xít súng xít không không có ai cái là ông biến mất ông chỉ thích danh thôi gọi là hữu danh vô thực nhóm này nhóm kia có tên lắm tên kêu lắm tổ chức này tổ chức kia kêu lắm nhưng mà chả làm được cái gì cả hoặc làm chẳng ra hồn làm chẳng ra nên thân mẹ tôi cứ mắng mày làm không có nên thân được cái gì hết làm không có nên thân không nên hồn chỉ được có cái tên thôi. còn đi vào trong nhóm chấp nhận là vô danh không có danh phận gì hết không có chức tước gì cả không có địa vị gì cả không có bằng cấp hay bằng khen không có phù hiệu không có ý chứng nhận gì cả nhưng mà làm được việc dám làm dám nói và dám làm Đó làm được có thực lực, có khả năng, có tiềm năng. Các bạn lựa chọn. Nếu mà mấy, mấy bạn lựa chọn như là, là anh vừa mới nói, con chỉ khoái hữu danh vô thực. Ít bữa là chả thấy đâu mất là lặn mất. Cái ngày bổn mạng lại thấy té 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 té, cà vạt, cà vạt, cà vạt, áo dài, áo dài, phù hiệu tè 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 tè. Có đức trả về tè 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 tè, cứ vậy thôi. Xong rồi biến mất. <laughs> Còn có những người cứ âm thầm lặng lẽ. Uhm thứ dụ như tôi nghĩ là trong chương trình diễn nguyện chẳng hạn có những người thì phải được xuất hiện trên sân khấu và phải xuất hiện trên sân khấu mình là diễn viên mình là người hát là ca là múa thì phải xuất hiện trên sân khấu nhưng mà có những người cứ âm thầm ở trong phòng kỹ thuật coi camera coi livestream những người điều chỉnh âm thanh ánh sáng như anh này nóng ôm cái đèn polo đó thì thấy đèn đâu thấy ảnh đâu đèn càng sáng bao nhiêu thì anh càng mờ bấy nhiêu anh bảo con này cha cái anh lòi cái đầu ra thì anh xem mấy cái đèn <laughs> bảo cuối xong nay cái đèn nó không chiếu bảo thời gian nó cứ dơ cái mặt nó ra trước cái đèn nó cứ con này cha đây còn thấy được cái gì nữa mình phải rút ra đằng sau đèn nó mới chiếu thẳng trên sân khấu đúng không đúng không ạ mà cái đèn chiếu trên khấu người ta chỉ nhìn cái đèn với người trên sân khấu coi ngó đằng sau coi nào chiếu đèn không con không không nhưng mà không có nó là mệt đấy không có nó là coi như trên khấu tôi ông diễn viên cũng cũng tiêu chả thấy gì hết bao giờ mà anh lại muốn ngó lên trên trước cái đèn con này cha coi như trên kia tôi ông mà thế không ạ cho nên khi mình làm việc mà mình dám chấp nhận là hữu thật có thật mà vô danh thì lúc đó mới đi vào con đường lòng thương xót được vì con đường lòng thương xót chúa là con đường đau khổ là con đường vô danh hữu thực không có chức tước trưởng với lại phó về lại thư ký về thủ quỹ về thành viên vân vân và vân vân mình dám chấp nhận mình không có danh phận gì không khó lắm kêu gọi những người mà đi vào một nhóm mà vô danh hữu thực khó lắm nhưng mà hữu danh mà vô thực đông lắm quần là áo lượt rồi súng xuống xa xuống xính quay phim chụp hình rồi rước sách kèn trống lúc nào cũng dành dạ dạng lúc nào cũng tung tăng phấn khởi lắm được sướng danh nữa còn gì bằng ông nguyễn văn phương hữu ông biệt danh là hữu danh vô thực <laughs> thì thưa anh chị em và các bạn lời chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta đấy chứ không phải tôi nói bây giờ tôi nói anh chị em tưởng là tôi nói tản mạn cuối tuần là không phải mỗi là lời mà bài đọc một năm chẵn follow gửi tín hữu Philip chương 2 câu 1 đến câu 4. Trong đó câu 3 nói rằng đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh. Một là mình làm vì để lấy cái danh hay là làm vì để hơn người khác vì cái máu ganh tị. Cho cái này xương ca đoàn thế, tập hát giết có vẻ xương năng thế này con bổn mạng mà cha phải làm hát cho nó hơn cái cả đoàn kia cái đoàn nó thánh Teresa mùng 1 tháng 10 còn lễ Đức Mẹ Mân Côi mùng 7 tháng 10 phải đi, đi xong mà phải về trước Đức Mẹ phải hơn thánh Teresa tập hát này còn cho năm bè 4 bẻ chính và 1 bẻ ngang hay không ừ, hay chứ bẻ ngang vô còn ồ hay mà vậy mới hơn <laughs> ông này ông sao hiểu biết <laughs> mệt ông quá như vậy mới hơn người người ta được Còn mình hát đúng người ta nghe thường Hát phải ngang ngang lên tí để Nó nổi hơn người khác Mà làm chỉ vì ganh tị Đừng làm vì ganh tị Làm lòng thương chất chút mà ganh tị Thì làm làm cái gì Thấy người ta hơn mình Đẹp ta đông hơn mình Mình điên lên Thấy người ta ừ, số sáng hơn mình Mình cũng điên lên Thấy nhóm người ta đông hơn nhóm mình Thấy nhóm người ta ừ, quy tụ tốt hơn nhóm mình Mình cũng điên lên càng đi lên thì người ta càng không muốn đến vì ai mà đến với người điên mà giờ <laughs> anh chị em nghĩ đúng không bây giờ tôi tôi thấy người, nhóm kia nó làm hay quá lòng rất hay quá tôi điên lên mà khi tôi điên lên thì tôi đâu còn kiểm soát được tôi nữa và khi tôi đi lên tôi làm thế đâu còn đồng hoàng được nữa thì người ta lại càng ông điên kìa mà đến làm gì thôi sang chỗ ông không điên mà đến chứ phải không nghe tìm ông không điên mà đến chứ tìm ông điên đến làm gì mà khi mình càng anh chị thì mình càng điên mà càng điên thì mình lại càng làm dở Mà càng làm dở thì người ta lại không đến Mà người ta càng không đến mình lại ganh Mà càng ganh thì lại càng điên rồi điên nặng Làm làm thức xuống mà cứ bị cái máu ganh tị Không bao giờ ngóc đầu lên được đâu Không bao giờ ngóc đầu lên được đâu Vì người, người ta sẽ cảm nhận thấy điều đó mà Thấy cảm nhận điều đó cho nên Phaolô nói rằng Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh mà thực sự cái đó khó lắm. Trong tôi cũng vậy thôi, thấy ai làm hơn tôi tôi khó chịu. Ai hát hay hơn tôi tôi không có thích. Ai uh, giảng hay hơn tôi tôi đâu có ưa. Ai uh, um, giàu hơn tôi tôi đâu có thích. Phải không ạ? Tôi luôn luôn là có cái máu ganh tị trong tôi. Và tôi luôn luôn thích rằng trời ơi đã mang tiếng trong trời đất phải có danh gì với núi sông chứ. Ừ, sống trong trời đất mà không có danh phận gì sao ở trong linh mục đoàn không có danh phận gì sao và tôi về tôi chả còn có gì nữa mà đúng là chúa lấy sạch hết cái đồ ham danh tôi lấy cho mày không còn cái danh nào nữa chỉ còn một cái danh duy nhất là danh của ai danh Giêsu chú chỉ để lại cho tôi một cái danh duy nhất là danh Giêsu còn tất cả những danh phận gì Chúa lấy sạch không còn cái gì hết vì là linh mục là danh của Giêsu thôi chỉ còn trích linh mục thôi chứ tôi không còn cái gì khác Để cho khỏi ganh, khỏi tị nữa Không còn cái gì có ai ganh tị với anh nữa không Có ai ganh vì Này nó nhiều chúa lắm không Có ai ganh vậy không Thậm chí còn ganh như vậy không Người nó cầu nguyện được nhiều ơn lắm Có ganh tị cái điều đó không Có luôn Thì không cầu nguyện đi Không, không cầu nguyện được ganh, 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 ganh gì Mà anh càng ganh thì cầu nguyện có chúa ban ơn không Lại không ban ơn Mà không ban ơn thì mình lại càng ganh càng ganh thì càng cầu nguyện chúa lại càng không ban chúa chỉ ban ơn cho kẻ khiêm nhường thôi chúa ban ơn là cho ai kẻ nào ganh tị mà thấy người ta càng được ơn thì mình lại càng ganh mà càng ganh thì càng không được ơn mà càng không được ơn thì lại càng ganh mà càng ganh thì không được ơn mà không được ơn thì cứ ganh cứ ganh mà không được ơn không được ơn thì càng ganh ơ kia mình cứ đi vào trong vòng luẩn quẩn như vậy thế luẩn quẩn không thế luẩn quẩn không ạ ơ à, cho nên follow nó đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh cái này khó hơn Nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình Khiêm nhường phải nói rõ Khiêm nhường là coi người khác hơn mình Anh nghe chỉnh mấy micro 8 micro Này nó chỉnh 9 micro anh chịu được không Ờ Sao vậy Gách Cái micro thứ 9 anh làm gì Cho nó hú đi anh cho nó hết pin đi ví <laughs> dụ như thế. Cái máu ganh tị, không muốn người khác hơn mình. Cái khó nhất trong chúng ta mà làm cho chúng ta đau khổ nhất là cứ thấy người khác hơn mình là không chịu được. Đúng không? Anh có xe hơi chưa? Dạ, chưa? Chưa. Thấy người ghen đi xe hơi anh có chịu được không? Ờ nó hơn anh. Nhưng mà anh đi máy bay rồi anh còn ghen với nó không? không. Anh đi bay rồi anh ghen với ai? ดีฟี thuyền วิ่งไปเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโต๊ะนี่ไปขึ้นไปดีฟี thuyền ไม่ก็ย้ำแล้วเรื่องฟี thuyền หรือเปล่าแล้วเรื่องฟี thuyền นี่ฟ้องมันก็ฝุดเลยไงตั้งมัดชักแล้วคนไม่เชื่อใจมันนึกยี่หรือดิมันกวนกันมีเยอะนึกก็ดูมันกวนกันก็ในนึกกวนกันได้กวนเลยบ่ได้บ่กวนกันกันอย่างมึงกวน khủng เขี้ยวยังไง thương con người ta khó chấp nhận người khác hơn mình. vậy thì pha lô bảo mỗi người hãy tìm lợi ích, đừng tìm lợi ích cho riêng mình mà hãy tìm lợi ích cho người khác. đó là đi vào con đường lòng thương xót. tất cả những này là điều kiện để đi vào con đường lòng thương xót. không làm vì ganh tị hay vì hư danh, lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. đừng tìm lợi ích cho riêng mình mà hãy tìm lợi ích cho người khác. ba điểm đừng làm vì ganh tị hay vì hư danh làm lòng thơ xót là phải như vậy con đường lòng thơ xót chú phải con đường như vậy thứ hai là lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình thứ ba là đừng tìm lợi ích cho riêng mình mà đi tìm lợi ích cho người khác đó là điều kiện để đi vào con đường lòng thơ xót đó là vũ khí để trang bị cho người tông đồ lòng thơ xót chú ba điểm đó mà khi mình làm được ba điểm đó mình thấy tâm hồn mình nó rất là bình an. Sao cũng được, đông cũng được mà ít cũng được. Cao cũng được mà thấp cũng được. Nhiều cũng được mà ít cũng được. Miễn là lòng thương xót Chúa được vinh danh và lợi ích cho các linh hồn, đó là hai điều mà chúng tôi luôn luôn cầu nguyện trong mỗi đêm diễn nguyện. Bắt đầu thực hiện cho đến khi kết thúc xin Chúa cho tất cả anh em chúng con làm chỉ vì vinh quang lòng thương xót Chúa, vinh danh quyền năng lòng thương xót Chúa và lợi ích cho các linh hồn mà thôi. Còn như Faustina xin mọi đau khổ, sỉ nhục, nhục nhã cứ chút xuống trên con, miễn là lòng thương xót Chúa được tôn vinh, đấy mới là điều chính yếu khi mà làm được điều đó tâm hồn mình nó bình an hay cũng được mà dở cũng được khen cũng được mà chê cũng được tốt cũng được mà xấu cũng được đúng cũng được mà sai cũng được vì tôi đâu có làm vì vinh danh tôi hay cá nhân tôi hay là vinh danh của tập thể mà làm vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn nhớ kỹ điều đó nhớ kỹ nhé không làm được nhớ điều đó mình đi vào con đường lòng thương xót chúa chú mình bất an vô cùng trời ơi, cái này nó thế này thế kia chơi họ nói thế này thế kia cho mình bị thế này thế kia trời bìa nhóm họ làm bật nổi lắm rồi trời giờ bên họ đông lắm rồi rồi bìa bên họ có đồng phục rồi cho bìa bên họ bên họ bên nó bên nó còn bên mình bên mình lòng thương xót chúa chú mà còn bên nó với bên mình bên mình giờ không có đồng phục, vì bên mình không có uh, rước sách, bên vì bên mình không có đi chơi, không ai vô hết trời, ôi cha ơi, ôi cha ơi, ôi ơi, suốt ngày đi tìm vinh danh, suốt ngày đi tìm lợi lộc, suốt ngày sợ người khác hơn mình, Thì đi vào lòng suốt chúa làm cái gì nữa? Chúa đang đập bàn và nói với tôi, với anh, với các bạn điều đó chứ không phải tôi la các bạn đâu? Vì tôi có hơn các bạn gì đâu? tôi cũng như vậy thôi Chẳng hơn gì cả Mỗi người chúng ta đều đi tìm lợi ích cho riêng mình Và tìm vinh danh mình Trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa càng nhấn mạnh điều đó hơn Không tìm lợi ích cho mình Vì khi mình mời giữ tiệc ai Nhất là bây giờ Trời khổ quá Tháng này còn bị lỗ sở hội Tháng này mấy cái thiệp Bốn cái bảy cái chú tôi đưa cho chú cho cái thiệp mời thì bảy cái thiệp mời là mình thấy mình phải tính coi là cái này là đi bao nhiêu đúng không rồi này ăn nhà hàng thì phải 500 Này ăn tại gia thì 300 Này ăn bữa uh, gì đó Ăn xôi Ăn thôi nôi thì bao nhiêu Bấy gái mà Việc đi tổng mới Thôi nôi rồi sinh nhật rồi thì dỗ Rồi thì hôn phối Rồi thì gì như xu này bảo kỷ niệm hai năm ly dị chia tay Thôi thôi mừng cái gì cái đấy ông Ông đâu bị sao vậy biết Phát <laughs> Cái gì cái gì à, Mừng vì ông thoát nạn Thoát nạn Thì <laughs> người, người ta mời đủ thứ hết Và khi mời như vậy thì các bạn lên danh sách Là danh sách ai trước Sếp trước, à, sếp trước Người giàu trước Người có quyền thế trước gì cũng Người thân trước Có bao giờ mà bạn nghĩ đến Ông bán vé số về bà bán Cháu lòng lề đường không? không Có bao giờ bạn nghĩ đến Mấy người hành khất với mấy, mấy em mồ côi không? không Không bao giờ có cửa Ở đây Đức Giêsu đi một con đường Hoàn toàn ngược Giống như là Chúa nói Ai tắt mái bên phải riêng mái bên trái Giống như Chúa nói yêu kẻ thù Và cầu nguyện cho những người làm khốn mình đi theo Chúa toàn ngược đời không, toàn lỗi ngược dòng không. Ở đây Chúa nói khi mà làm tiệc ấy thì đừng có mời bạn bè anh em bà con láng giềng dù có kẻ họ cũng mời lại ông. Thì cha về đám cưới em của con bây giờ con phải lên danh sách. Bảo làm sao biết lên danh sách thì con ghi lại những người mà họ đã mời con. Bây giờ con phải mời lại. Đáp lễ thế không? Kẻ họ đáp lễ vì ông đã được đáp lễ rồi. Nhưng mà trái lại khi đã tiệc mời những người nghèo khó tàn tật què quặt đu mù họ không có gì đáp lễ như vậy thì ông mới thật là người có phúc. Nghe không được cả à nha. Phúc đâu không phúc thấy mà thấy mất ba bàn là coi như là không có gì rồi đó. Đúng không? Mù què cầm điếc là nó có cái gì đáp lễ không? Có phòng bì không? Không. Như vậy thì mới là người có phúc. Còn chả biết phúc hay phúc, phúc thấy là lỗ sở hội ba bàn này đó. Thì bù lỗ đó. đám cưới xong chưa có phòng gì đêm tân hôn, đêm tân hôn thì uh, anh chàng bảo cô vợ mới cưới em mới tắt đèn đi, đêm tân hôn tắt đèn đi. nàng bảo không, bật đèn lên. sao phải bật đèn? bật đèn lên mới thấy rõ. trời ơi, em đi tân hôn bật đèn thấy rõ là sao? Tại vì thấy rõ mới đếm được bao nhiêu lời hay lỗ. Chúa tôi đêm tân hôn nó chẳng thấy hôn hiếc gì cả mà chỉ thấy bật đèn sáng lên ngồi mở phong bì đếm rồi ghi vào sổ coi lời lỗ bao nhiêu ừ, sáng xong mà thấy vui vẻ phấn khởi trời đêm tân hôn chú còn vui quá ha, hạnh phúc quá ha và vâng, vâng chú còn rất hạnh phúc tưởng chú nó hạnh phúc vì chú nó yêu thương nhau rồi thế là cả hai đã kết hợp nên một với nhau chú còn rất hạnh phúc vì chú không bị lỗ còn lời đừng ít ốm mẹ mày ơi ngoài đêm qua mày làm gì dạ chú còn thức suốt đêm trời ơi đêm tân hôn mà nó nó mệt cả ngày mà nó còn thức suốt đêm ra nó làm gì vậy Giờ con ngồi con đếm con ghi vào sổ Mừng quá không bị lỗ còn được lời một chút Con vốn làm ăn Ôi trời ơi Sẽ thấy bây giờ người ta tính toán với nhau ghê lắm Phải không Còn không thấy buồn xìu Thôi đêm tân hôn sao hai đứa mày buồn thế giờ dạ. Mà anh sao con Mẹ Anh vợ con làm sao con Hai đứa con Hai đứa mày làm sao với nhau Hai đứa con ngồi Hai đứa mày sao mày đi tôi mà cứ ngồi vậy Ngồi đếm Đếm gì mỏi cái tay mỏi cái tay mà sao vẫn lỗ <laughs> tội nghiệp vung tay quá chán quay phim mới chụp hình cho nhiều vào rồi, rồi mấy đội múa thì thuê mấy ca sĩ rồi tiệc thì, thì đặt cho năm món bốn món năm món được rồi tới bảy món làm cho sang vào lý danh làm mọi sự vì hư danh đấy và cũng mọi sự tính để có lợi cho mình, nó cuối cùng trời bất dung gian vì mình tham quá cho nên là lỗ vì hôm đó trời mưa hai bàn trống làm vừa phải thôi làm gì cho to làm chi mắc nợ cũng cứ bị hư danh và cũng cứ vì tính làm như vậy thì có lợi mà không được gì cả vậy thì mời lời Chúa Giêsu mời gọi mỗi một người anh chị em mình hãy thực hành lòng thương xót thực hành lòng thương xót bằng cách biết xót thương những con người không được xót thương đó người mù què câm điếc ai xót thương họ còn những người thì giàu có chức tước địa vị rồi thì mình mời hay không mời đối với họ chả là cái gì nhưng mà mình hãnh diện vì mình mời được họ trời ơi tôi mời được cha đến tôi mời được đức cha đến hãnh diện như vậy có bây giờ hãnh diện vì tôi mời được ông bán vé số đến không tôi mời được cái ông bảo vệ đến không đức thánh cha Francisco ngày có cái rất hay chúng buổi tiếp kiến ngày luôn dành một số ghế đặc biệt cho khách vip từ vip đó là ai vip đó là những người mù què cầm điếc người vô gia cư ở thành phố roma ở vatican đúng luôn rồi đi tham quan uh, trong thư viện cũng vậy vẫn có những vé mời cho những người như thế nhưng lễ đại trào đều có chỗ cho những người như thế hồi con thằng, thằng cháu tôi nói là đám cưới tôi nói bây giờ cháu thử làm được không tin mừng này chú nói vậy là cháu làm đi và làm sao thì đó bây giờ con kiếm bốn bàn đó. con mời vượt bàn cho những em khuyết tật bàn cho những bà mẹ lầm lỡ bà mẹ cho những người già neo đơn bàn cho những người vô gia cư con mời họ đi có dám làm không và về lỗ thì đương nhiên là lỗ nhưng mà đâu có lỗ lời chứ lời vì sao họ không có gì để đáp lỡ và như thế ông mới thật là người có phúc vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại trong ngày các kẻ lành sống lại ông sẽ được đáp lễ tôi nói cháu tôi đâu có lỗ đâu con, làm đi con và nó làm thật một trong cưới có thể chưa bao giờ thấy bốn bàn trên đầu không phải là các cha các thầy các sư nhưng mà là bàn cho khuyết tật bàn cho già neo đơn bàn cho những người lầm lỡ bàn cho người vui gia cư bốn bàn mọi người cứ ngỡ mắt ra với người họ ăn thì họ biết ăn muỗng, ăn thiền giáo gì đó họ muốn ăn kiểu nào họ ăn kệ họ bốc cũng được khăn khích thì muốn xài sao sao xài Thoài mà hãy đi họ biết gì đâu mà phải trang trọng như thế rồi cái cà phê khát vọng mỗi đêm diễn nguyện tôi nói mời khách quan trọng khách vip mà hôm nay có đức cha hay có cha hay là có à, bề trên gì mà không không có rồi, khách vip là ai vậy hay là chính quyền địa phương và không luôn cái vip là ai vé số tàn tật khuyết tật rồi vui gia cư những người dân tộc những người vùng sâu xa đó khách vip của cà phê khát vọng đó dịp nào cũng mời họ đến sinh nhật cũng mời họ đến buổi diễn nguyện nào cũng mời họ đến để đón tiếp họ đàng hoàng được ăn được nói và được gói mang về ai cũng vui vẻ lắm vui vẻ lắm và họ là khách vip thường xuyên của cà phê khát vọng và đối với tôi mỗi ngày ở đây trung tâm mùa vụ cũng vậy những người mà đến với tôi lại là những người thứ nhất người ngoại đạo thứ hai người dân tộc thứ ba người bệnh thứ bốn người nghèo thứ năm là những người bị phá sản, những người vô gia cư. Ngày nào cũng những người, đó là ưu tiên số một đến, tiếp, tám rưỡi tiếp, mẹ hai giờ trưa tiếp. Và tôi thấy họ là nhân của tôi. Vì tôi biết chắc rằng là họ không có gì để đáp lễ và như thế tôi mới thật có phúc vì sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại mình anh ở mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa chẳng chín cùng đọc kinh Đức lễ thiêng liêng Lạy được Chúa Giêsu, Con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự Cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con Xong le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được thì xin chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như chúa đã ngự vào thật. thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng chúa cho chọn. xin chúa chơ để cho con lìa bỏ chúa bao giờ. Amen. chúa ở cùng anh chị em. Xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần

trong giấc ngầu tình yêu dâng cao theo tiếng lòng chúa là nơi con cậy trừ